bạn có nhiều quyền quyết định hơn bạn tưởng đấy. Khi nghe nhạc, bạn thích vặn volume lớn hay volume nhỏ vậy? Bạn tự quyết định lấy. Vậy thì với lợi nhuận của doanh nghiệp cũng vậy. Việc làm chủ doanh nghiệp thì bạn có muốn phát triển bền vững hay không? Và doanh nghiệp của bạn có đạt được lợi nhuận cao hay không? Cũng là do tự bạn quyết định. Theo thống kê của thế giới, chỉ có 4% các công ty có cơ hội ăn sinh nhật lần thứ 11 của mình mà thôi. 96% còn lại phá sản vì 6 lý do chủ yếu sau đây thứ nhất lĩnh vực hoạt động của công ty không phải là niềm đam mê của người sáng lập thứ hai nhà lãnh đạo thiếu đi tư duy kinh doanh tiếp theo là do không thực hiện đo lường trong chiến lược lý do thứ tư và thứ năm đến từ năng lực quản lý điều hành còn hạn chế và không triển khai doanh thu lợi nhuận cụ thể và cuối cùng là doanh nghiệp không có sản phẩm mang tính cạnh tranh Balance cho ra đời khóa tương tác Cấu trúc doanh nghiệp lợi nhuận cao này để giúp cho bạn khắc phục lý do thứ tư và thứ năm, tức là bạn sẽ tăng năng lực quản lý điều hành, tăng khả năng triển khai doanh thu lợi nhuận cụ thể. Hãy ứng dụng 7 bước đến thành công của công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam kết hợp với các khóa tương tác hỗ trợ để công ty bạn có thể ăn sinh nhật lần thứ 11 để cho doanh nghiệp bạn, tổ chức của bạn phát triển trường tồn các bạn nha. Đồng hành với các bạn trong khóa tương tác này là một đội ngũ chuyên gia rất chất lượng. Họ vừa có kinh nghiệm trên 20 năm quản lý cấp cao tại các tập đoàn kinh doanh, nhiều ngành nghề khác nhau của nhiều quốc gia trên thế giới, vừa nắm giữ các học vị như tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân. Đặc biệt hơn, các chuyên gia đã phỏng vấn, đánh giá năng lực cho hơn 35.000 con người. Một công trình rất hoành tráng là thành tựu cả đời của các chuyên gia là phát triển thành công công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam vì họ có cùng chung một khác vọng. Đó chính là phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước. Nhà mục tiêu cuối cùng là giúp tăng thu nhập của người Việt Nam trong tấp đầu ASEAN. Wow, quá hấp dẫn luôn phải không nào? Vậy thì bạn sẽ thu lại được điều gì khi tương tác với khóa cấu trúc doanh nghiệp có lợi nhuận cao này? Đó là bốn điều trọng tâm nhất, quan trọng nhất. Chính là đầu tiên bạn sẽ hiểu rõ cấu trúc doanh nghiệp có lợi nhuận là gì. Kế đến, chính bạn không ai khác chính bạn đó sẽ tạo được cấu trúc doanh nghiệp có lợi nhuận thứ ba để đưa doanh nghiệp phát triển trường tồn bạn cần phải hiểu rõ mối liên kết trong hệ thống quản trị nguồn nhân lực và cuối cùng bạn biết được mình cần làm gì và làm như thế nào để thành công với nội dung đặc thù này thì những đối tượng nào cần tham gia khóa tương tác này bạn nghĩ đó là giám đốc điều hành để biết cách triển khai chiến lược thành công và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững là những ai làm nhân sự để hiểu rõ được vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý hệ thống KPI, quản trị nguồn nhân lực giúp cho doanh nghiệp tạo được lợi thế cạnh tranh. Còn với các cấp quản lý thì biết rõ sự đóng góp trong sự thành công của chiến lược và triển khai chiến lược. Với hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị thực dụng, các chuyên gia Palance luôn xem bạn là trọng tâm của khóa học chính bạn ạ. À. Với quan điểm này, bạn sẽ được thưởng thức rõ các nội dung trọng tâm nhất, chất lượng nhất và đặc biệt bạn sẽ được tương tác trực tiếp với chuyên gia và bạn được tải về quy trình, biểu mẫu thực hiện đến thành công trị giá 179 triệu đồng. Tại sao Balance lại trao bạn bí kíp trị giá đến hàng trăm triệu đồng như vậy? Tại sao lại có công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp lại cả gan dám trao công nghệ hành nghề? sau nhiều trăn trở cân nhắc, Balance quyết định trao cho bạn những bí quyết kèm theo quy trình biểu mẫu áp dụng cụ thể để bạn trở thành người có thu nhập cao trong tấp đầu ASEAN. Đó là khát vọng là mục tiêu chính của Balance. Lần đầu tiên có một công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp dám làm điều này các bạn ạ, thì Balance cũng rất mong bạn hãy ủng hộ Balance bằng cách không chia sẻ, phát tán bất kỳ nội dung nào của khóa tương tác này sự ủng hộ của bạn sẽ là động lực giúp cho các chuyên gia còn tâm huyết và chia sẻ nhiều bí quyết khác giúp cho bạn thành công nhanh hơn, bền vững hơn. Xin được cảm ơn các bạn. Thời gian trôi qua như tia nắng say phải không ạ? Trôi qua rất nhanh, rất nhanh đó các bạn. Mỗi người có một tiềm lực riêng, ai cũng có thể trở thành người thành công nếu như biết vận hành, tính cách, sở thích, năng lực của bản thân. Để được là chính mình, được trải qua những điều quan trọng nhất, thú vị nhất trong cuộc đời làm con người, thì bạn hãy thường xuyên sử dụng công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam tại trang web bạn là triệu phú com mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0839256011 xin cảm ơn bạn đã tham gia khóa tương tác này